năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua thực tế, công tác phòng cháy chữa cháy hiện vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, dẫn đến một số vụ cháy, gây thiệt hại khá lớn về tài sản của doanh nghiệp và nhân dân. Kinh doanh phế liệu những năm gần đây đang được cho là nghề vốn ít mà thu lợi lại cao. Nhưng hiểm họa cháy nổ, ô nhiễm môi trường từ những điểm kinh doanh này là không hề nhỏ. Nhựa, giấy vụn, đồ điện và nhiều vật dụng đã qua sử dụng đều là những vật liệu dễ bắt cháy. Tuy nhiên, chúng lại được những người chủ cơ sở để một cách bừa bãi, thậm chí là gần những nơi dễ phát sinh cháy, nơi có các nguồn điện được đấu nối tạm bợ. Thậm chí, công tác phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở này chỉ mang tính đối phó với cơ quan chức năng. Mình chỉ làm cẩn thận thôi chứ chưa nghĩ tới cái hậu quả. Tại vì mình cứ nghĩ là không mua ba cái mìn đạn đồ ấy, là mình cảm thấy an toàn rồi. Nó chỉ sơ hở chẳng hạn như hút thuốc, hút đồ thì em cũng có nói người ta, nhắc nhở người ta rồi. Sau đợt này em sẽ mua phòng cháy chữa cháy và em sẽ là cẩn thận hơn. Qua thực tế, những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng lại ở những cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. Theo số liệu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 cơ sở kinh doanh ga, chiết nạp và kho chứa ga nằm ở trong lẫn ở ngoài khu dân cư. Dù đã có cảnh báo tai nạn do nổ ga gây thiệt hại về người và tài sản trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn đó những ẩn họa khôn lường. Đối với cái ngành ga là mình cũng có những cái bàn thờ, nhưng mà thực tế là cái bàn thờ của mình ở đây là thực tế là ít khi mà đốt hương. Mà chủ yếu là thờ mà xài sử dụng coi như các cái hệ thống về bóng điện là chính. Mặc dù nhìn nó vậy nhưng mà thực tế là mình chỉ sử dụng bóng điện thôi, các bóng điện để cho nó nhấp nháy, cho nó đẹp và cũng có thờ các cái thần linh. Vậy thôi chứ còn thì cũng không sử dụng cho cái vấn đề là thắp hương nữa. Tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh hay khu vực dân cư đông đúc, đường giao thông bị lấn chiếm làm nơi buôn bán kinh doanh. Hệ thống dây điện của một số quầy hàng được thiết kế tạm bợ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy đầu tư chưa đúng mức, có chăng cũng chỉ dừng lại là những tấm pano cảnh báo và tuyên truyền. Cũng theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại Lâm Đồng, tuy chưa xảy ra cháy tại các cơ sở trường học trong tỉnh, nhưng hiện tại, thậm chí nhiều trường học, hệ thống điện bị hư hỏng, phương tiện chữa cháy ban đầu không có hoặc không đầy đủ. Nhiều trường học đề phòng học sinh nên đã khóa cả tủ phòng cháy chữa cháy. Cháy xảy ra thì chị biết cái gì nào để chị. Tại vì khi mà xây cái trường này ấy, thì có một cái anh bảo vệ khác. Tức là khi người ta bàn giao lại thì anh ấy còn khi bàn giao lại cho em thì anh đi bàn giao một chùm khóa này, một chùm cháy còn chưa bao giờ mình hóa ra. Trong thời gian tới, đơn vị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 sẽ tiến hành chỉ đạo cho cán bộ đội kiểm tra hướng dẫn đến để lập hồ sơ đưa những cái cơ sở trường học chưa đưa vào diện quản lý để làm sao làm tốt cái công tác điều tra cơ bản, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa và thường xuyên phối kết hợp với hiệu trưởng các nhà trường để tuyên truyền làm sao cho toàn thể cán bộ công chức, giáo viên và học sinh. Ngoài cái đơn vị trường học cần phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì về nhà để tuyên truyền đến người thân, gia đình cũng như là tại cái địa bàn dân cư của mình để làm sao nâng cao ý thức của người dân cũng như là gia đình để đảm bảo tốt tại cái khu dân cư. Khi nguy cơ cháy nổ ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thì mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần luôn nêu cao ý thức và trách nhiệm trong công tác chủ động phòng cháy chữa cháy. Bởi khi công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt và lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ được đảm bảo, thì sẽ góp phần hạn chế tối đa các vụ cháy nổ xảy ra. Trồng cây mắc ca có rất nhiều lợi thế, như kỹ thuật trồng đơn giản, cây có tính chịu đựng tốt, vừa không có sâu bệnh là có thể chịu hạn, sương muối, giá rét, v.v. Ngoài ra, cây mắc ca lại có thể trồng xen với cà phê, đáp ứng được yêu cầu.